nhân cái quỷ gì mà trơn quá vậy? Mày sorry không? Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là ai? Mình là Phong Cận TV. Đấy, anh em thấy tôi gọi là cosplay Phong Cận ngày xưa, Phong Cận 2018. Anh em thấy tôi cosplay đỉnh chưa? Đấy, thì ngay hôm nay chào mừng anh em đã quay trở lại với tựa game khó chịu nhất thế giới. Nói thế cho nó lít bay, game khó chịu thế giới, nói cho lít bay xíu để cho nhiều người vào xem. Mấy ông đang xem video có nghĩa là mấy ông đã gọi là bị lít bay rồi đấy. Ôi, để vào game coi liệu rằng là game bây giờ nó có gì khác biệt không nha mấy ông. Nó cũng không khác gì lắm. Nói chung là vẫn tiếp tục là thanh niên ngồi trong cái lu và trên tay đang cầm theo một cây búa. Đấy. Thì cái game này đơn giản thôi. Giải thích cho bạn nào mà chưa hiểu chính là mình chỉ cần cầm cái búa như thế này nè. Đấy. Sau đó mình di chuyển con nhân vật làm sao cho nó vượt qua được những cái map là được. Đấy. Ui, từ nãy giờ thấy mượt quá nha. Được. Hợp lý. Ui. Hợp lý. Ngày xưa là chơi cái game này á, là chơi trên một con máy cùi bắp, cho nên là chơi thua. Lần này để xem liệu rằng là sau từng ấy năm, 6 năm trời có được PC xịn rồi thì liệu rằng có thắng được con game này không đây. Đạn này, ôi cái đạn này bị dướng rồi, từ từ. Ok á. Lên lại. Ui mượt. Thấy mượt cái đó. Ui. Tính ra là có khi nào là một á là do máy tính xịn cho nên là mình chơi hay, hai là mình chơi hay thật, kỹ năng mình lên các bạn á. Rồi là từng người lên sau đó bám vào cái mái nhà. Ôi từ từ bị dướng. Từng lên à. Ấy xì, mượt quá. Cứ chậm thôi các bạn ơi. Không có gì phải hấp tấp cả. Game này game trẻ con. Đây, đoạn này là phải đặt cái lu lên trên cái thùng gỗ này nè, sau đó là tưng lên cái là bám lên cái ly kia đúng không? Tưng lên à. Ấy, được. Ôi mượt quá. Ôi mượt quá. Ôi hết mượt rồi. Game này là khiến cho mình cay cú bạn hiểu không? Mà khi mà mình cay là mình sẽ bị mất bình tĩnh, là mình sẽ không chơi được. Mình mà cay là coi như là nhà phát hành game nó đúng ý đồ nó rồi. Sau chừng ấy năm là cũng trưởng thành rồi, không còn cay cú mấy con game này nữa. Game trẻ con. Ok, game trẻ con. Trời ơi, đơn giản. Ui. Từ từ. Game này thấy hết trẻ con rồi đấy, từ. Ở kìa. Không cay. Game này game trẻ con mà, cái gì? Tỉnh nha, đoạn này là tưng lên này. Đoạn này thì biết rồi, đoạn này thì dễ rồi. Tưng lên này. Đó, bám ở đây. Rồi, bây giờ là đặt người lên trên cục đá này, tưng lên một phát nữa xong là bám lên cái cục đá phía trên là được đúng không? Game trẻ con. 1 2 3. Úi trời, mượt quá. Bây giờ là bám lên trên cái mỏm đá phía trên là được. Hi. Từ từ Phong ơi, không được hấp tấp, bình tĩnh. Té. Ui, té. Ok, lên luôn. Ok, bây giờ canh nha, từng qua bên kia. Từng ngay. Game trẻ con. Hi, mượt cái đó. Hi, mượt cái đó. Bám vô này, đấy. Từng lên đây. Game này dễ mà. Không cay. Từng lên nè. Bám nè. Đây. Đi. Game có vẻ lắc nha. Nó lại lắc đây. Ê. Không biết là bao nhiêu lâu thì có thể phá đảo được cái game này nha. Bây giờ là tôi sẽ im lặng luôn. Tôi sẽ im lặng để tôi tập trung. Mặc dù biết là làm YouTube là chơi game là phải bình luận hiểu không? Nhưng mà có những con game mà nó không cho phép chúng ta được quyền bình luận mấy ông ạ. Cay thế à? Không cay. Lần đầu tiên trái tan lòng có trong mì tôm. Ê, bực thế à. Cái game quỷ này thiệt. Ê. Nào, đừng xuống đáy xã hội chứ. Ê. Lên. Cay thế à. Thật sự. Không sao cả. Thất bại là mẹ thành công. Nãy giờ cũng hơi nhiều mẹ rồi đấy. Rồi, đi ơi, lên rồi. Sau 30 phút mới lên được tới đây. Cái gì cũng phải bình tĩnh. Rồi. Lên luôn. Lên luôn. Lên. Ui, lên luôn. Ô. lên rồi. Ok. Game trẻ con. Bây giờ là bám lên trên đây đúng không? Sau đó là ui phía trên khó thế nha. Phía trên là hình như là phải bám vô trong mấy cái bóng đèn. Nhìn có vẻ khó lên đó nha. Bây giờ là nhấc người về phía cục đá này trước. Hạ người xuống từ từ. Rồi. Móc có móc lên được không ta? Không móc lên được. Bây giờ là chỉ có thể tưng lên sau đó móc tay vô thôi. Tưng nè. Không được. À không. Tôi có cách mấy ông ạ. Hình như là mình có thể móc lên trên cái mỏm đá nè, xong mình dương người lên từ từ. Đạn này phải tập trung nha, cho nên là tôi sẽ im lặng đạn này để tập trung. Đấy. Rồi, bám được rồi. Căng thẳng thế nha. Bực thế à. Sao mà cái đạn này nó trơn dữ ta? Lần đầu tiên. Ui chạy hành long. Có trong mì tôm. Để ơi lên rồi. Ôi cái bài lần đầu tiên trái thanh long chứ có trong mì tôm hát phát lên lực lên liền nha. Ui xuống thế nha. Lên rồi mấy ông ơi, lên rồi. Đây, ngày xưa là hình như là chơi là chưa qua tới được đây đâu. Ấy mượt. Ấy mượt. À. Có chừng. Cái game này nó lừa lắm, nhiều khi lại rơi xuống đáy xã hội luôn đấy. Theo như mà tôi rút kinh nghiệm cho những cái lần mà tôi bị té, tôi chợt nhận ra là chúng ta cứ bình tĩnh các bạn ạ. Đấy, chúng ta cứ bám từ. Ok. Sao mà mới vừa nói bình tĩnh cái lại té nha. Lại. Ấy, mượt rồi. Từ. Hạ người xuống từ từ nè. Đây, hạ người xuống từ từ nè. Ok. Bây giờ là móc vô cái thanh sắt bên kia đúng không? Trước là có coi YouTube rồi, cho nên là cũng biết đường. Bây giờ là phải hạ người xuống thấp đây đã. Gần cái thanh sắt đã. Rồi, có móc vô được không? Móc vô được. Cho nó cái người nghiêng ra ngoài đây xíu. Rồi, ok. Đấy. Mượt. Đấy. Ok. Rồi. Lên rồi. Không té được. Lên rồi. Dạ. Sau từng ấy năm cuối cùng thì cũng lên được phải không ạ? Đây. Rồi bây giờ là lên trên nóc đúng không? Lên trên nóc rồi đi qua đây đúng không? Rồi. Ủa không phải, hình như sai đường, sai. Hình như là phải đi qua bên đây mới đúng, À đúng, đi qua bên đây mới đúng. Ok. Ui, bên kia xa thế. Vậy là bây giờ là phải từng người một phát văng qua bên kia xong rồi bám vào đúng không? Hiểu. Ui, Trời. Sợ. Rung đấy nha. Bây giờ mà té xuống một phát là về đấy xã hội đúng không ạ? Từ bình tĩnh nào. Bây giờ là nghiêng người xuống, hạ xuống từ, bình tĩnh. Hấp tấp là xong hết. Từ. Đấy, mượt. Ê! Ôi trời. Ôi ơi, hình như là rơi xuống cái hố này là sẽ rơi thẳng xuống dưới luôn mấy ông ạ. À. Má ơi, thiệt sợ đó nha. Ơi! Ê! Lên được, làm được mà Phong ơi. Ok chuẩn bị nha. 1 2 3. Ê! Rung quá. Rồi, đây à, đây này bình tĩnh nè. Đây này là hất người lên đúng không? Ok, 1 2 3. Ôi. Sợ đấy. Ôi, đạn nó khó thế nha. Rồi má ơi, đạn này còn khó nữa nè. Ok, lên được, không sao. Tính ra là ngày xưa tôi chơi game này là tôi đúng một tập duy nhất. À, cho nên là bây giờ là tôi cái này tôi sẽ đặt tên cho nó là tập 2. Tôi đặt tên cho nó tập 2 đi nha. Tập 2 phá đảo game. Đây ơi. Lên. Từ. Nhích người vào trong xíu. Đúng rồi. Ok, an toàn. Ui. Vị trí an toàn. Rồi. Rồi đấy. Rồi vị trí an toàn. Ok. À! Không sao cả. Game trẻ con. Đây bây giờ nha. Bây giờ là đặt cái lu của mình lên trên cái trái banh này nha. Sau đó là từng người một phát bay qua bên kia, bấm vào mấy cái thùng xốp là xong. Lý thuyết là thế. Thực hành cũng thế. Giời ơi, đơn giản. Ôi đạn này sao ta? Đạn này nó không cho mình thấy cái chỗ nào để mình bám lên nhờ. Ui trời ơi, rơi xuống đây rồi. Tôi không biết là cái ông nào là tác giả của cái game này mà có thể nghĩ ra được một cái trò game mà nó thiểu năng đến như thế này nha. Đấy, mình làm lại được. Hãy vứt não khi chơi game này. Hình như là ở bên dưới nó có đường đi. Rồi, hất người qua nè. Bám vô nè. Ui. Hụt ơi. Làm lại. Ê! Ê! Làm lại ở đoạn này thôi, đừng làm lại từ đầu, đừng làm lại từ đầu. Đây nó rung thế chứ. Nếu như mấy ông không biết thì hiện tại tôi đang ngồi trong cái phòng của tôi. Thường là tôi sẽ bật máy lạnh rất là lạnh, bật đến tận âm 16 độ. Đó, tại vì là cái người của tôi là bị máu nóng và rất là dễ đổ mồ hôi. Nhưng mà đã bật 16 độ rồi nhưng mà chơi cái game này vẫn đổ mồ hôi. Ê! Đây, thấy à? Ôi trời ơi, cảm giác sao mà mình khéo thế nha. Chắc là do máy tính mình xịn đấy. Ôi đấy đấy, trời ơi. Ui trời, quá mượt. Rồi, qua đường bên đây này nè. Bây giờ đi bám lên cầu thang bên kia. Game trẻ con. 1, 2, 3. Từ từ, bình tĩnh. Không nên quơ. Không nên quơ cái cây này lung tung, mấy ông hiểu không? Mình quơ lung tung là nó sẽ rất là dễ nó trượt mình xuống dưới và nó tưng mình ra rất xa. Kinh nghiệm của tôi, kinh nghiệm của tôi. Bà nội đó, trời ơi. Con game đây. Cái sao tầng ấy năm vẫn chơi game gà như bình thường, chưa thể nào vượt qua được cái con game này. Ông editor của tôi chắc giờ ông đang ngồi, ông edit cái video này và ông đang kiểu là không biết là khi nào ông này ông mới phá đảo được. Nhưng mà em yên tâm đại à, anh sẽ phá đảo game này trong video này. Ghê à.